Rồi, kính xin chào các bác. Thì trên tay em đây đang là một mớ những con pin của con V50 này và pin của V60. Thì như các bác biết rồi đấy, hiện tại bây giờ ấy, là các bác tìm được một viên pin của V50 hoặc là V60 mà cái loại mà gọi là zin mà new ấy thì em nghĩ là không có đâu. Hoặc là có thì nó cũng phải nói là nó rất là ít luôn và các bác thậm chí các bác không tìm được đâu. Đấy, cho nên là bây giờ nó đa số các bác mà mua hàng ở trên những cái trang mạng như Shopee hoặc Lazada ấy, thì nó đều là pin linh kiện hết các bác nhé. Đấy thì em cũng có một mớ ở đây. Thì trước đây ấy, thì em cũng có chỉ cho các bác là phân biệt được pin zin hay là pin linh kiện, nhưng bây giờ ấy, thì đa số chỉ là pin linh kiện thôi. Đây này, thì ở cái mã con V6 à quên V50 nhé các bác nhé, thì cái pin zin của nó phải như này. Đây, đó là cái mã BLT42 này và các bác nhìn này này, pin zin này, pin zin của cái con V50 đấy thì nó có cái ngày tháng ở chỗ này này, các bác nhìn rất dễ chỗ này. Ví dụ năm sản xuất nó 2019 này, có mã vạch ở đây này. Đấy, các phông chữ nó như này. Đấy. Và cái loại một loại nữa ấy, là cái loại pin linh kiện đây. Thì hiện tại ấy, em đang bán cái pin linh kiện này các bác nhé. Tại vì sao bác không thể nhập được cái pin zin này đâu, không thể nhập được luôn các bác nhé. Thì bắt buộc phải bán cái pin linh kiện này thôi. Linh kiện này thì giá nó chỉ có 150.000 thôi và free ship cho bác luôn. Còn nếu như mà các mua cái pin zin như này này, pin zin theo máy nhé các bác nhé, đây là pin bóc từ cái máy cũ ra ấy, thì vẫn có, nhưng mà em cũng không chắc, có nghĩa là không bảo đảm được cái chất lượng cho các bác nhé. Tại vì cái pin này các bác nhìn thấy cái năm sản xuất nó những 2019 thì nó trải qua, năm này là 2023 rồi thì nó đã trải qua 4 năm rồi, 4 năm rồi, đúng rồi. Thì kể cả nó có không dùng hay là như thế nào đi nữa, hoặc là dùng ít đi nữa, thì cái chất lượng của nó chắc chắn nó cũng không còn ngon nữa. Đấy, cho nên là em vẫn bán cái pin linh kiện này. Thì đương nhiên ấy, cái pin linh kiện này chất lượng nó sẽ không thể bằng cái pin zin, nếu như mà pin zin new được, nhưng mà nó cũng, em đánh giá nó sẽ tầm khoảng 7 đến 8 trên 10 so với cái pin pin zin các bác nhé. Đấy, thì đây này, em so sánh các bác này. Thứ nhất là tại vì sao, các bác có thể nhìn cái ngoại hình này, cái pin zin ở dưới này nó sẽ dày hơn một chút này. Đấy, dày hơn một chút, và cả cái độ độ dài nữa này, độ dài này cũng dài hơn một chút này, và về cả cái độ rộng cũng rộng hơn một chút này, hơn một chút xíu thôi. Đấy thì các bác dùng cái này thì liệu có ổn không ấy? Thì tại vì cái này em đã thử nghiệm rồi các bác nhé, tại vì em đang có dùng V50 mà, thì em đã thử nghiệm rồi. Thì pin này nếu như bác dùng kiểu như dùng kiểu chống cháy ấy, thì nó vẫn ok thôi nhé, vẫn ok đấy, thậm chí dùng các bác dùng lâu dài vẫn ok, nhưng mà chắc chắn một điều là nó sẽ không ngửi ngon được như thế này. Thì các bác nếu mà trong lúc các bác không tìm được cái pin zin này thì các bác có thể mua cái này để các bác dùng tạm cũng được, sau này từ từ các bác tìm lại được cái cục pin zin này. Nhưng thực sự là em nghĩ là các bác không tìm được đâu, tại vì em nếu mà có ấy, thì em cũng đã tìm rồi, thì em đã bán cho các bác rồi. Thì hiện tại ấy, em chỉ tìm được cái loại này này, loại này là ngoại ngon ngon ngon, có nghĩa là sau cái zin này nhá, thì cái loại này nó sẽ là loại mà ngon xếp sau luôn, tại vì nó cũng là pin zin các bác nhá. Đây, sản xuất 2020 này, 2020 nhá, và nó chỉ hơi xấu thôi, nhưng cái pin này nó như kiểu là LG người ta dừng sản xuất ấy, xong rồi người ta những cái cục pin của con V50 này này nó họ loại bỏ nhá, họ phải cắt cái cáp này đi, họ cắt cái cáp này đi, họ loại bỏ luôn. Thì cái này thì là cũng kiếm được ít thôi. Đấy, cho nên là cái loại này nó sẽ ngon sau cái loại pin zin này. Đấy, thì cái loại này em đang bán là 200 nghìn nhé, nhưng không có free ship đâu, tại vì cái loại này nhập khá là đắt. Đấy, cho nên các bác cần cái loại nào thì em cũng có hết, nhưng mà vẫn phải phân tích cho các bác biết được là cái loại nào thì ngon. Đấy, thì đương nhiên xếp trước tiên là pin zin này, nhưng mà cái pin zin này giờ nó cũ rồi thì cũng chưa chắc đã ngon đâu. Còn tiếp theo ấy, là cái loại pin mà người ta thải loại này này, họ cắt cáp này này, thì là cái pin mới chưa thể sử dụng nhé, nó chỉ nhăn nheo thôi, nó cũng xấu xấu thôi, nhưng mà nó là pin mới chưa sử dụng nhé các bác nhé. Tiếp theo là cái loại pin linh kiện này. Đấy, thì cái này vẫn dùng được các bác nhé, dùng khá là ổn, tại vì em thứ nhất là em dùng rồi và em cũng đã bán cho vài bác dùng rồi, các bác cũng bảo là dùng cũng ok, không vấn đề gì, chỉ có điều là nó cũng không được, nó không được bền pin bằng cái con pin zin đâu. Đấy, thì đây là cái loại pin 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 của V50 các bác nhé. Đấy, còn cái V60 thì nó lại đỡ hơn một chút. Nó tại sao em biết đỡ hơn, tại vì các bác ạ, cái pin của V60 ấy,
Thì hiện tại thứ nhất là các bác cũng chưa cần phải thay mấy, tại vì V60 pin nó vẫn khá là trâu mà các bác, thì các bác cũng chưa cần phải thay. Nhưng mà có một số bác thì cái game hay làm gì đấy thì cũng đã cần phải thay rồi. Thì hiện tại em vẫn đang có bán cái pin của con V60 các bác nhé. Thì đây đang sẽ có hai cái loại này, đây các bác nhìn đây này, đây là cái cục pin cũ, pin zin nhé, zin bóc từ cái máy cũ ra nhé các bác nhé, bóc từ cái máy cũ luôn. Còn đây, đây là cái pin zin, zin đét luôn và chưa hề sử dụng luôn các bác nhé, chưa hề dụng này, còn mới đét luôn này, còn mới đét luôn đấy. Các bác về lột đây ra, cái bác dán vào là xong luôn. Thì đây là cái loại pin hiện tại nó là ngon nhất rồi. Thì cái pin này em đang bán với giá là 350.000 các bác nhé. Đấy, cũng không vừa đi ship đâu, tại vì cái pin này các bác ạ, tận không có để nhập đâu ạ. Thật sự em phải nói thẳng luôn là nó không có để nhập luôn. Và phải rất là đây là anh em kiểu là anh em trong nghề với nhau làm, thì bác ấy bảo là thôi để cho bác ấy, để cho em hai cục này, để mà nếu mà không may có câu chuyện mà kiểu như là máy nó hỏng hay là máy nó lỗi pin thì có cái mà thay, còn nếu mà không sao thì bán đấy, thế thôi, chứ còn không có đâu, thật sự là không có luôn. Thì em chỉ đang bán là cái pin pin linh kiện này này. Pin linh kiện này ấy, thì là nó cũng mới sản xuất đây thôi đấy, 2023 thôi. Thì đương nhiên ấy, cái pin linh kiện này nó cũng chỉ được khoảng tầm 7 đến 8 7 đến 80% so với cái pin zin này thôi nhá, pin zin lưu này này đấy. Tại vì đây bác nhìn này, này. Cái kích cỡ của nó này, nó cũng sẽ mỏng hơn cái pin zin đấy, còn cái độ dài của nó cũng cũng ngắn hơn một chút xíu, ngắn hơn một chút xíu xíu thôi đấy. Thì em thấy là được cái là cái pin linh kiện của con V60 này thì dùng khá là ổn các bác nhé. Em thấy là các bác mua của em ấy dùng là khá là ngon đấy. Thì nó em cũng cũng phải nói thẳng luôn là nó chỉ được 7 đến 8% 80% so với cái pin zin thôi đấy, cho các bác biết rõ. Còn đương nhiên là cái pin loại mới tinh này chưa sử dụng này nó là tốt nhất, cái này thì không phải bàn cãi. Nhưng mà mỗi tội là giá nó rất là đắt các bạn, cái này thực sự là không có để bán luôn mà không có để nhập luôn ấy. Đấy, thỉnh thoảng nó về được một hai con hai cái như này này, cho nên là bắt đầu cần thì mới mới mua thôi, chứ còn thực sự là giá nó đắt quá, em cũng không, thứ nhất là không không có để nhập mà cũng không không dám nhập mấy đấy, cho nên là nếu mà có thì cũng nhập luôn ấy, nhập nhiều luôn ấy. Nhưng mà không có để nhập luôn các bạn, thật sự là một điều như vậy đấy. Thì hiện tại là pin của con V50 và V60 nó đang là cái mà anh em đang cần, tại vì hai con này là hai con dùng rất là phổ biến, cho nên là đặc biệt là con V50 này pin dùng rất là nhiều, cho nên là bác nào cần pin ấy, thì cứ liên lạc em. Còn cái chất lượng như nào thì em cũng có báo luôn cho các bác luôn rồi đấy. À quên, cái pin của con V60 này này là em bán là 200.000 nha, và free ship. Nhưng mà cái cục zin new này này, cục zin new này bán 350.000 mà không vừa được ship đâu. Đấy, cho nên là cho các bác hiểu là cái chất lượng và cái giá thành nó sẽ đi đôi với nhau thôi. Cho nên các bác dùng muốn an tâm ấy, thì cứ chọn con nó chuẩn như này. Còn nếu mà kiểu là dùng tạm ấy, dùng ít tiền ấy, thì dùng con này vẫn ok, không vấn đề gì các bác nhé. Rồi, ok, chào các bác.